Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mới đây, Ngọc Sơn, Như Quỳnh đã cùng đại gia đình du lịch tại Phú Quốc sau khi giãn cách xã hội kết thúc, trở lại nơi tổ chức hôn lễ cách đây nửa năm khiến cặp đôi không khỏi bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc đặc biệt của ngày trọng đại Như Quỳnh cực kỳ tươi tắn trong những tháng đầu thai kỳ. Bên cạnh cô ông xã Ngọc Sơn luôn thác tùng, chăm sóc vợ tận tình trên trang cá nhân của mình. Giọng hát giả vờ say hạnh phúc chia sẻ, lâu lắm rồi cả gia đình lớn mới có dịp được đưa nhau đi chốn hạnh phúc và vui vẻ đến thế. Từ sau khi chấm dứt giãn cách xã hội đến giờ, mọi người vẫn còn ngại không dám đi du lịch nên đến hôm nay mới quyết tâm giữ lịch bùng cháy cùng nhau mà thấy an tâm vô cùng. Hai vợ chồng được trở lại căn mà năm xưa đã ở trước khi làm lễ cưới nữa. Vẫn còn bồi hồi lắm vì lần này có thêm thành viên mới đặc biệt trong chuyến đi lần này. Nhiều cư dân mạng để lại lời khen cho sự trẻ trung, phong độ của bố Như Quỳnh. Nữ ca sĩ diện áo bầu nên thân hình lộ vẻ mũm mím. Cô vui vẻ ôm chầm lấy bố tạo dáng chụp ảnh, sự nghiệp thành công. Hôn nhân viên mãn lại chuẩn bị đón thêm một thiên thần nhỏ. Có thể nói hạnh phúc hiện tại của cô là điều nhiều người phải thầm ao ước. Nhìn những hình ảnh Như quẩy hết mình cùng gia đình khiến người hâm mộ phần nào yên tâm sức khỏe của nữ ca sĩ rất tốt trong những tháng đầu thai kỳ. Cô hào hứng chia sẻ, đây là nơi diễn ra cảnh trao nhẫn dưới hoàng hôn và nói mấy lời xến rệ, nơi đầu tiên cả gia đình đi du lịch sau dịch. Cũng là địa điểm đầu tiên ba mẹ dắt củ khoai nhỏ đi chơi trong giai đoạn đặc biệt này. Vẫn thoải mái, vẫn vui, vẫn đặc biệt, chỉ là không thể tháo nơ, tháo thuốc. Chạy đi săn lùng quăng mọi người xuống nước nữa thôi. Danh ca chia sẻ về tin đồn sắp cưới Như Quỳnh và mong muốn sớm yên bề gia thất để mẹ khỏi lo lắng. Thời gian qua, Ngọc Sơn bị đồn đang yêu và sắp cưới ca sĩ Như Quỳnh. Mới đây, khi trò chuyện cùng khán giả, ca sĩ Lam Trường tiết lộ đàn anh sắp lấy vợ. Tuy nhiên khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, Ngọc Sơn tỏ ra bất ngờ. Anh cho biết bản thân không có ý định sống một mình cả đời nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được người phụ nữ phù hợp để cưới làm vợ. Nam ca sĩ không cảm thấy cô đơn vì luôn có người thân, bạn bè, khán giả ở bên yêu thương, ủng hộ. Tuy vậy, ở tuổi 50 anh vẫn mong có cơ hội tổ chức một đám cưới hoành tráng. Tôi luôn mở lòng với mọi phụ nữ, không quan tâm thân phận hay hoàn cảnh của họ ra sao. Tiếc là duyên chưa tới nên vẫn chưa báo tin vui cho mọi người được. Tôi không có hình mẫu người vợ lý tưởng nào cả. Chỉ cần tôi và người đó cảm thấy rung động, đồng cảm với nhau và đủ duyên phận là sẽ gắn bó dài lâu. Được nhiều người quan tâm về chuyện hôn nhân, tôi vui nhưng cũng cảm thấy áy náy vì để khán giả đợi lâu. Ngọc Sơn nói ông Hoàng nhạc xến tâm sự. Mẹ anh biết con trai bận bịu với đam mê nghệ thuật, không có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng vẫn mong. Ngọc Sơn lập gia đình, có tổ ấm riêng, tôi không nên để mẹ buồn nữa. Tôi đang tích cực tìm kiếm người phụ nữ của đời mình. Nếu gặp được duyên phận trời định, tôi sẽ trân trọng cô ấy, tổ chức một đám cưới đàng hoàng chứ không chỉ âm thầm sống với nhau như vợ chồng, anh nói. Ngọc Sơn thừa nhận nhiều năm trước anh từng yêu thầm Như Quỳnh vì cô xinh đẹp, tài năng, tính cách dịu dàng, sống nhân hậu. Như Quỳnh rất tình cảm, chân thành với mọi người. Có lần tôi được mời tới ăn cơm với gia đình Như Quỳnh, qua những cư xử đời thường, tôi cảm thấy quý mến cô ấy hơn. Chắc chắn thời đó không chỉ tôi mà rất nhiều người yêu quý, thầm thương trộm nhớ Như Quỳnh. Tuy nhiên, tình cảm là một chuyện, còn duyên phận có đủ để đến với nhau hay không lại là chuyện khác. Hiện tại tôi vẫn trân trọng Như Quỳnh nhưng đó là tình cảm như những người anh em, đồng nghiệp thân thiết thôi. Nam ca sĩ khẳng định bản thân anh rất nghiêm túc trong tình cảm. Anh cho rằng những thị phi, điều tiếng anh từng gặp trong thời gian đi hát là do bị hiểu lầm. Dù không muốn nhưng đã có nhiều lần tôi vướng vào một số chuyện khó giải thích, khiến mọi người hiểu sai về mình. Thực tế tôi luôn thận trọng trong các mối quan hệ tình cảm, vốn là người kín tiếng về chuyện tình cảm. Ngọc Sơn khiến nhiều người bất ngờ với hành động công khai tỏ tình Như Quỳnh. Một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Ngọc Sơn bày tỏ tình cảm với nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa được hé lộ mới đây khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Cụ thể, trong tập 1 vừa lên sóng của thần tượng Bolero, nam thí sinh Hoàng Văn Nhân chia sẻ mình là người làm dịch vụ cưới hỏi. Ngay lập tức,
Như Quỳnh liền nài nỉ thí sinh em làm mai cho chị với anh Ngọc Sơn được không. Về phía Ngọc Sơn, anh cho biết ngay sau khi nghe câu nói của Như Quỳnh đã cảm thấy rất xúc động. Nam ca sĩ sau đó cũng ngẫu hứng thể hiện một đoạn bài hát được anh sửa lại lời nhằm bày tỏ tình cảm dành cho nữ đồng nghiệp. Vốn là người kín tiếng về chuyện tình cảm, Ngọc Sơn khiến nhiều người bất ngờ với hành động công khai tỏ tình Như Quỳnh. Ngọc Sơn thổ lộ anh quen Như Quỳnh từ năm 1987, vào thời điểm thì cả hai cùng có dịp cộng tác chung trong một sản phẩm ca nhạc. Theo Ngọc Sơn, Như Quỳnh là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành và rất đỗi dịu dàng. Tuy nhiên, dù rất yêu quý Như Quỳnh nhưng nam ca sĩ cũng thừa nhận anh lấy làm tiếc vì chưa kịp thổ lộ thì cô đã sang định cư ở hải ngoại. Một tiếng sét gì đó cao hơn tất cả tình yêu khiến Ngọc Sơn rung động. Kể từ lúc trở về nước, đi đến đâu tôi cũng nói yêu và quý Như Quỳnh. Trong suốt thời gian qua, Ngọc Sơn cũng luôn tìm mọi cách, thậm chí nhờ con nuôi của mình, ca sĩ Phi Nhung và mọi người gửi gắm những lời này đến Như Quỳnh. Trước đó, trong buổi ghi hình những tập đầu tiên, Ngọc Sơn và Như Quỳnh đã có màn hội ngộ xúc động sau hàng chục năm không có cơ hội gặp gỡ. Ông Hoàng nhạc sĩ cho biết anh rất yêu quý giọng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Ngược lại, nữ ca sĩ Người Tình Mùa Đông bày tỏ sự biết ơn đến đàn anh vì từng hướng dẫn cho mình về cách hát, biểu diễn trên sân khấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.